Cô Thanh Nấm xin chào tất cả các bé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học bảng chữ cái tiếng Việt. Với mỗi chữ cái, cô sẽ có hai ví dụ để minh họa. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu bài học nhé. Đây là chữ A in hoa. Đây là chữ A viết thường. Chúng ta cùng đọc là A, A. Chữ A có trong từ con gà. Chúng ta cùng đọc nhé. A, con gà. A, con gà. Tiếp theo, chữ A có trong từ con cá. A, con cá. A, con cá. Đây là chữ Á in hoa. Đây là chữ Á viết thường. Chúng ta cùng đọc là Á, Á. Chữ Á có trong từ con rắn. Á, con rắn. Á, con rắn. Chữ Á có trong từ củ sắn. Á, củ sắn. Á, củ sắn. Đây là chữ Ớ in hoa. Ớ. Chữ Ớ có trong từ con sâu. Ớ, con sâu. Ớ, con sâu. Chữ Ớ có trong từ con trâu. Ớ, con trâu. Ớ, con trâu. Đây là chữ Bờ in hoa. Đây là chữ Bờ viết thường. Chúng ta cùng đọc là Bờ, Bờ. Chữ Bờ có trong từ bò. Bờ, con bò. Bờ, con bò. Chữ Bờ có trong từ quả bóng. Bờ, quả bóng. Bờ, quả bóng. Đây là chữ Cờ in hoa. Đây là chữ Cờ viết thường. Chúng ta cùng đọc là Cờ, Cờ. Chữ Cờ có trong từ con chó. Cờ, con chó. Cờ, con chó. Chữ Cờ là chữ cô có tô màu trắng. Chữ Cờ có trong từ con công. Cờ, con công. Cờ, con công. Chữ Cờ là chữ cô có tô màu trắng nhé. Đây là chữ Giờ in hoa. Đây là chữ Giờ viết thường. Chúng ta cùng đọc là giờ. Chữ giờ có trong từ con dê. Giờ, con dê. Giờ, con dê. Tiếp theo, chữ giờ có trong từ cái diều. Chữ giờ là chữ cô có tô màu trắng nhé. Giờ, cái diều. Giờ, cái diều. Đây là chữ đờ in hoa. Đây là chữ đờ viết thường. Chúng ta cùng đọc là đờ, đờ. Chữ đờ có trong từ đà điểu. Đờ, đà điểu. Đờ, đà điểu. Tiếp theo, chữ đờ có trong từ lạc đà. Đờ, lạc đà. Đờ, lạc đà. Đây là chữ e in hoa. Đây là chữ e viết thường. Chúng ta cùng đọc là e, e. Chữ e có trong từ chim én. E, chim én. E, chim én. Tiếp theo, chữ e có trong từ em bé. E, em bé. E, em bé. Đây là chữ e in hoa. Đây là chữ e viết thường. Chúng ta cùng đọc là e, e. Chữ e có trong từ con dê. Chữ e là chữ cô có tô màu trắng nhé. E, con dê. E, con dê. Tiếp theo, chữ e có trong từ con dế. E, con dế. E, con dế. Đây là chữ g in hoa. Là chữ g viết thường. Chúng ta cùng đọc là g, g. Chữ g có trong từ con gà. G, con gà. G, con gà. Tiếp theo, chữ g có trong từ quả gấc. G, quả gấc. G, quả gấc. Đây là chữ hờ in hoa. Đây là chữ hờ viết thường. Chúng ta cùng đọc là hờ, hờ. Chữ hờ có trong từ con heo. Con heo. Hờ, con heo. Tiếp theo, chữ hờ có trong từ con hổ. Hờ, con hổ. Hờ, con hổ. Đây là chữ y in hoa. Đây là chữ y viết thường. Chúng ta cùng đọc là y, y. có trong từ đi học. Y, đi học. Y, đi học. Có trong từ hòn bi. Y, hòn bi. Y, hòn bi. Đây là chữ K in hoa. Đây là chữ K viết thường. Chúng ta cùng đọc là K. K. Chữ K có trong từ cái kéo. K, cái kéo. K, cái kéo. Tiếp theo, chữ K có trong từ cái kẹo. K, cái kẹo. K, cái kẹo. Đây là chữ L in hoa. Đây là chữ L viết thường. Chúng ta cùng đọc là L. L. Chữ L có trong từ cái lu. L, cái lu. L, cái lu. Tiếp theo, chữ L có trong từ quả lựu. L, quả lựu. L, quả lựu. Đây là chữ M in hoa. Đây là chữ M viết thường. Chúng ta cùng đọc là M. M. Chữ M có trong từ con mèo. M, con mèo. M, con mèo. Tiếp theo, chữ M có trong từ gà mái. M, gà mái. M, gà mái. Đây là chữ N in hoa. Đây là chữ N viết thường. Chúng ta cùng đọc là N. N. Chữ N có trong từ quả na. N, quả na. N, quả na. Tiếp theo, chữ N có trong từ cái nơ. N, cái nơ. N, cái nơ. Đây là chữ O in hoa. Đây là chữ O viết thường. Chúng ta cùng đọc là O. O. Chữ O có trong từ con ong. O, con ong. O, con ong. Tiếp theo, chữ O có trong từ bong bóng. O, bong bóng. O, bong bóng. Chữ O là chữ cô có tô màu trắng nhé. Đây là chữ O in hoa. Đây là chữ O viết thường. Chúng ta cùng đọc là O. O. Chữ O có trong từ chim công. O, chim công. Chữ O là chữ cô có tô màu trắng nhé. Tiếp theo, chữ ô có trong từ ô, con tôm. Ô, con tôm. Đây là chữ ơ in hoa. Đây là chữ ơ viết thường. Chúng ta cùng đọc là ơ, ơ. Chữ ơ có trong từ cái nơ. Ơ, cái nơ. Ơ, cái nơ. Tiếp theo, chữ ơ có trong từ quả bơ. Ơ, quả bơ. Ơ, quả bơ. Là chữ pờ in hoa. Đây là chữ pờ viết thường. Chúng ta cùng đọc là pờ, pờ. Chữ pờ có trong từ đèn pin. Pờ, đèn pin. Pờ, đèn pin. Tiếp theo, chữ pờ có trong từ cái phao. Chữ pờ là chữ cô có tô màu trắng nhé. Pờ, cái phao. Pờ, cái phao. Đây là chữ cu in hoa. Đây là chữ cu viết thường. Chúng ta cùng đọc là cu, cu. Chữ cu có trong từ con quạ. Cu, con quạ. Cu, con quạ. Tiếp theo, chữ cu có trong từ cái quạt. Cu, cái quạt. Cu, cái quạt. Đây là chữ R in hoa. Đây là chữ R viết thường. Chúng ta cùng đọc là R, R. Chữ R có trong từ con rắn. R, con rắn. R, con rắn. Tiếp theo, chữ R có trong từ con rồng. R, con rồng. Đây là chữ sờ in hoa. Đây là chữ sờ viết thường. Chúng ta cùng đọc là sờ, sờ. Chữ sờ có trong từ ngôi sao. Sờ, ngôi sao. Sờ, ngôi sao. Tiếp theo, chữ sờ có trong từ con sâu. Sờ, con sâu. Sờ, con sâu. Đây ở in hoa. Đây là chữ tờ viết thường. Chúng ta cùng đọc là tờ, tờ. Chữ tờ có trong từ quả táo. Tờ, quả táo. Tờ, quả táo. Tiếp theo, chữ tờ có trong từ sư tử. Tờ, sư tử. Tờ, sư tử. Đây là chữ U in hoa. Đây là chữ U viết thường. Chúng ta cùng đọc là U. U. Chữ U có từ xích đu. U. Xích đu. U. Xích đu. Tiếp theo, chữ U có trong từ cái lu. U. Cái lu. U. Cái lu. Đây là chữ Ư in hoa. Đây là chữ Ư viết thường. Chúng ta đọc là Ư. Ư. Chữ Ư có trong từ sư tử. Ư. Sư tử. Ư. Sư tử. Tiếp theo, chữ Ư có trong từ củ gừng. Ư. Củ gừng. Ư. Củ gừng. Đây là chữ V in hoa. Đây là chữ V viết thường. Chúng ta đọc là V. V. Chữ V có trong từ con voi. V. Con voi. V. Con voi. Tiếp theo, chữ V có trong từ con vịt. Con vịt. V. Con vịt. Đây là chữ sờ in hoa. Đây là chữ sờ viết thường. Chúng ta đọc là sờ. Sờ. Chữ sờ có trong từ cái xô. Sờ. Cái xô. Sờ. Cái xô. Tiếp theo, chữ sờ có trong từ rạp xiếc. Sờ. Rạp xiếc. Sờ. Rạp xiếc. Và cuối cùng, đây là chữ Y in hoa. Đây là chữ thường. Chúng ta đọc là Y. Y. Chữ Y có trong từ cái yếm. Y. Cái yếm. Y. Cái yếm. Tiếp theo, chữ Y có trong từ yên xe. Y. Yên xe. Y. Yên xe. Và như vậy là 29 chữ cái của chúng ta đến đây cô đã hướng dẫn xong. Như vậy là cô đã hướng dẫn đọc 29 chữ cái kèm theo các ví dụ. Để chúng ta đọc tốt thì chúng ta cần phải thuộc 29 chữ cái, sau đó là thuộc bảng vần. Và song song với việc học bảng chữ cái và bảng vần thì chúng ta phải luôn luôn học kèm theo các ví dụ thì chúng ta mới có thể nhanh biết đọc nhé.